Và với kinh nghiệm của thầy là sau khi thầy đã đi học ở nước ngoài về rồi thầy giảng dạy các bạn sinh viên Việt Nam, thì thầy có thể cho em biết là theo thầy thì vì sao mà cái số lượng các bạn trẻ quan tâm đến nhóm ngành luật ngày càng nhiều hơn ạ? Thế thì hiện nay theo cái xu thế chung khi mà phát triển về kinh tế thì cái việc mà giao thương giữa Việt Nam với các cái nước ở trên thế giới được mở rộng rất là nhiều. Do đó cái nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực, trong đó cái nguồn nhân lực liên quan đến luật đòi hỏi rất là bức thiết, nhất là khi mà các cái vấn đề kinh tế nó phát sinh đòi hỏi cần phải có những cái tư vấn về mặt pháp lý hoặc là có những cái cách phương án giải quyết mang tính đa quốc gia, thì cái đòi hỏi đấy nó nhiều hơn. Hai nữa là ngay bản thân ở trong cái ở trong quốc gia của chúng ta, trong nội địa của chúng ta, thì cái nhu cầu mà cần những cái chuyên gia về mặt pháp lý, luật sư hoặc là những cái người am hiểu về luật nó càng lúc càng nhiều lên, bởi vì thực tế thì đòi hỏi mỗi một hoạt động trong xã hội chúng ta đều cần phải đến những cái kiến thức và chuyên môn về luật, và chính vì thế thì có lẽ cái nhu cầu, cái xu hướng của các bạn càng lúc các bạn càng mong muốn tiếp cận nhiều hơn đối với các cái ngành luật đấy, và tìm hiểu những cái kiến thức chuyên sâu hơn liên quan đến các cái lĩnh vực khác nhau về luật kinh tế, về nhân sự, về thương mại, rồi về kinh doanh quốc tế vân vân rất là nhiều. Dạ, em xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy. Dạ thưa cô, thì hiện nay các bạn gửi câu hỏi về cho chương trình á, thì một cái câu hỏi chung nhất mà thường các bạn hỏi cho tất cả các ngành luôn và cũng nói về ngành luật, thì các bạn hay hỏi là về chương trình đào tạo của ngành thì các bạn sẽ được học những gì và số tín chỉ các bạn sẽ học là bao nhiêu. Chắc là em nhờ cô sẽ khái quát tổng quan cho các bạn được biết ạ. Xin chào các bạn. Thì bây giờ cô sẽ khái quát cho các bạn biết được là cái chương trình đào tạo của hai luật trường đại học Vân Lan sẽ gồm những học phần gì ha. Thì chương trình đào tạo của trường mình được theo cái hướng là hướng ứng dụng, và khi mà ra trường thì các bạn nhắm tới là các bạn có thể đi ra ngoài và làm việc được ngay. Số tín chỉ là 132 tín chỉ và được chia làm hai ngành chính, đó là ngành luật và ngành luật kinh tế. Đối với ngành luật kinh tế thì các bạn sẽ được học những cái môn mà nó chú trọng về kinh tế hơn. Cô ví dụ như là môn luật thương mại, môn luật ngân hàng, môn luật tài chính. Và còn ngành luật thì trong ngành luật thì lại chia làm hai cái ngành nhỏ nữa, đó là luật hình sự và luật dân sự. Trong nếu mà các bạn theo học luật dân sự thì các bạn sẽ được học chú trọng các môn, ví dụ như môn luật dân sự, rồi môn tố tụng dân sự, môn thi hành án dân sự. Còn đối với ngành luật hình sự thì các bạn sẽ chú trọng vào ví dụ như những môn như là môn giám định pháp y, rồi môn luật hình sự và môn luật tố tụng hình sự. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của cô. Hy vọng là các bạn đã có một cái nhìn tổng quan về khoa luật trường Đại học Văn Lang, về các cái chương trình học ở khoa các bạn nha. Và ở Văn Lang thì ngành luật kinh tế được mở từ năm 2017, và sau đó thì năm 2019 thì trường mở thêm ngành luật, và hàng năm thì các bạn, cái số lượng các bạn quan tâm đến nhóm ngành này càng ngày càng tăng, và hàng ngày thì hộp thư Velo Box cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến nhóm ngành luật, thì chị sẽ chọn lọc và truyền tải đến các thầy cô để các thầy cô giúp các bạn giải đáp. Bên cạnh đó thì chị cũng sẽ rất là ưu tiên bạn nào mạnh dạn để câu hỏi ở dưới bình luận để chị có thể nhờ các thầy cô giải đáp cho mình nha. Đầu tiên thì Facebook của bạn Duy Khương bạn có gửi câu hỏi về cho group cộng đồng sinh viên Văn Lang, thì bạn hỏi là cho em hỏi ngành luật và luật kinh tế khác nhau như thế nào ạ? Thầy cô có thể cho em ý kiến tham khảo được không? Dạ, chắc là em nhờ thầy Thành giải đáp cho các bạn ạ. Rồi, chào bạn Vân đúng không? Bạn Khương. Bạn Khương đúng không? Thế thì hai cái ngành luật và ngành luật kinh tế thì nó có cái điểm khác nhau cơ bản, đó là những cái nội dung chuyên sâu mình tìm hiểu đó là cái gì. Ví dụ như là về luật kinh tế vừa nãy như cô có nói đề cập đến các bạn đấy, tức là mình sẽ được học chuyên về những cái quy định về pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế là chủ yếu. À, trong đó có những cái vấn đề như là về hợp đồng kinh tế, về giải quyết cái bồi thường thiệt hại trong cái lĩnh vực dân sự vân vân. Còn đối với cái ngành luật thì mình chia thành hai cái chuyên ngành nhỏ,
Một đó là ngành luật dân sự và thứ hai đó là ngành luật hình sự. Đấy, và cũng đi chuyên sâu về từng cái mảng một. Ví dụ như về dân sự thì mình sẽ có những cái môn học mà hướng cho các bạn tay nghề và kỹ năng, rèn cho các bạn kỹ năng về cái lĩnh vực dân sự, chuyên về dân sự. Còn cái ngành luật hình sự thì cũng hướng cho các bạn những cái môn cụ thể, như ví dụ như các cái môn về kỹ năng tranh tụng trong vụ án tố tụng chẳng hạn, hình sự ha, hoặc là các cái môn chuyên sâu về thi hành án hình sự, hoặc là các cái môn khác liên quan đến điều tra hình sự vân vân. Đó là cái sự khác biệt cơ bản nhất của hai cái ngành luật này. Còn về những cái nền tảng chung thì khi các bạn học kể cả luật kinh tế hay là luật ngành luật thì nó đều có những cái môn gọi là môn cơ sở ngành. Đó là những cái môn mà chung dành cho cả hai ngành luật. Dạ, em xin cảm ơn phần giải đáp của thầy. Thì nãy giờ cũng rất là nhiều bạn đang xem livestream và có nhiều fan là khen thầy cô khoa luật đẹp quá ạ. Dạ, thì các bạn cũng gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì bạn Duy Thắng có hỏi là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu ạ? Còn Facebook của bạn Huỳnh Kim Anh thì hỏi là học luật kinh tế ở Đại học Văn Lang thì cơ hội việc làm là bao nhiêu? Và bạn Nguyễn Lê Phương Quỳnh thì hỏi là cho em hỏi học luật tìm việc làm có dễ hay không? Dạ em nhờ cô Thúy sẽ tư vấn cho các bạn ạ. Xin chào ba bạn vừa đặt câu hỏi ha. Thì cô xin trả lời đó là cái cơ hội việc làm của ngành luật sau khi mà các bạn đạt được cái tấm bằng cử nhân khoa luật của trường Đại học Văn Lang thì cơ hội việc làm rất là rộng mở. Thì ngoài cái việc các bạn thường sẽ có những cái suy nghĩ như là học luật xong thì mình sẽ làm luật sư, thì ngoài việc làm luật sư thì các bạn cũng có thể làm việc ở các đơn vị khác, ở những vị trí ví dụ như là các bạn làm pháp chế ở trong doanh nghiệp, hoặc là các bạn làm việc ở trong ngân hàng, hoặc là các đơn vị hành chính sự nghiệp, hoặc là các bạn cũng có thể trở thành giảng viên như là cô với lại thầy Thành ở đây. Rồi bạn hỏi là có dễ xin việc làm hay không? Dạ. Theo cô thì là cái cơ hội việc làm của ngành luật rất là rộng mở và có rất là nhiều. Hiện nay thì nếu mà xã hội ngày càng phát triển thì pháp luật cần phải được thượng tôn. Do đó nên là cái việc mà các bạn biết được về luật pháp là một cái ưu điểm của các bạn. Và theo cô thì là cái việc tìm việc làm nó sẽ dễ dàng hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Dạ. Với vấn đề việc làm này thì không biết là ý kiến của thầy Thành như thế nào để cho các bạn. Thì mình cũng muốn bổ sung thêm cái ý ở chỗ của cô Thúy. Một cái đặc trưng của cái ngành luật là khi các bạn vào học, và kể cả ở các cái trường khác hay là kể cả ở trong cái trường ở trường Đại học Văn Lang, thì các bạn sẽ được trau dồi cái tư duy phản biện này, các bạn sẽ được học các kỹ năng về làm việc nhóm này. Các bạn sẽ được học rất nhiều kỹ năng khác, và với những kỹ năng như thế thì sau này khi ra ngoài làm việc các bạn có thể đảm nhiệm được rất là nhiều công việc như cô Thúy cũng nói. Và cái cơ hội việc làm thì nó thực chất ra nó mở rộng cho những cái người biết am hiểu về luật, biết luật rất là nhiều. Bởi vì các bạn cứ đơn thuần nghĩ rất đơn giản thôi, đó là gì, mình học luật không phải ra để mình làm trở thành luật sư. Cũng có người sẽ theo đuổi cái nghề đó, nhưng đôi khi là cái việc học luật mình nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều, từ những cái công việc mang tính chất hành chính, mang tính chất là ở các cơ quan nhà nước. Như vậy thì cái cơ hội việc làm đối với ngành luật phải nói là nó rộng mở. Nếu như mà so sánh với các cái ngành khác thì có lẽ là nó sẽ đa dạng hơn. Đấy, nó đa dạng hơn, và cái việc mà bạn tiếp cận với và lựa chọn cái cơ hội nghiệp nó sẽ được nhiều hơn. Đấy. Dạ. Thầy ơi, khi lúc mà thầy tư vấn thì bạn Thúy Nguyễn cũng có hỏi thêm là cho em hỏi là học ngành luật kinh tế có áp lực hay không? Dạ. Thực chất ra thì học đã đi học là áp lực. Mình cứ đã bước vào giảng đường là áp lực, mà mình khi mà đi thi còn áp lực hơn nữa. Đấy. Thì môn học nào nói chung nó cũng có những cái áp lực riêng. Đấy. Đối với luật thì nhiều khi là có nhiều quan điểm cho rằng là học luật nó rất là khô, nhưng mà thực chất ra mình thấy khi mà lên trên lớp các bạn và các thầy cô ở khoa luật của trường Đại học Văn Lang cũng đều tạo cho các bạn cái năng lượng, cái sự tích cực, và như vậy thì mình thấy là cái việc mà
học luật thì nó không phải là khó, nó không phải là khó. Tất nhiên là ở trong đó nó có những cái vấn đề về tư duy logic mà mình cần phải tìm hiểu về những cái quy định của pháp luật. Đấy, nhưng khi mình đã quen rồi thì những vấn đề đó trở nên dễ dàng hơn. Thường thường thì các bạn sẽ có thể là mất một cái khoảng thời gian đầu và luôn luôn như vậy. Kể cả khi các bạn chuyển từ cái môi trường phổ thông sang đại học thì nó sẽ hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà sau dần thì nó quen. Cho nên là học luật, có thể khẳng định một câu là học luật không có khó. Dạ. Dạ, cho nên là với hy vọng rằng là với những cái sự chia sẻ của thầy thì các bạn cứ tự tin lên nha. Dạ cô ơi, thì các bạn đang hỏi là lương khởi điểm khi mới ra nghề của luật dân sự với luật kinh tế là bao nhiêu ạ? Thì đó là câu hỏi đến từ bạn Lý Hà My, và các bạn cũng bình luận là nhờ cô có thể nói lớn hơn cho các bạn được nghe rõ hơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hà My, đúng không? Dạ. Về lương khởi điểm của ngành luật và luật kinh tế luôn ạ. Khi ra trường, đúng không? Thì đây thật sự là một câu hỏi khá là khó, và cái đó là tùy thuộc vào năng lực của bạn cộng với việc là cái vị trí làm việc mà bạn sau khi mà ra trường mà bạn làm việc ở đâu. Nhưng mà theo một cái thống kê mà cô đã đọc được á, thì trung bình lương khi mà của các bạn sinh viên cử nhân mới ra trường làm việc theo ngành luật sẽ là dao động từ 7 triệu đến 12 triệu. Dạ. Dạ em cảm ơn cô. Dạ thầy ơi, ở đây bạn Minh Thư có tương tác và gửi câu hỏi cho chương trình là: em muốn hỏi khi học những năm đầu thì mình có được rèn luyện các kỹ năng như là phản biện, suy luận, quan sát không ạ? Thì đấy là cái mà cần thiết phải học luật. Khi học luật bắt buộc mình phải có cái đó. Một trong những cái yêu cầu cơ bản nhất đó là khi học luật mình phải có cái tư duy phản biện, có nghĩa là critical thinking đấy. Mình phải có cái đó và mình phải học những cái kỹ năng mềm. Thì ở trong cái chương trình mà khoa luật trường Đại học Văn Lang xây dựng và thiết kế thì luôn luôn có một cái khóa về kỹ năng mềm. Ở trong đó thì các bạn sẽ được học về cách làm việc nhóm, các bạn sẽ học được về tư duy phản biện, các bạn sẽ được học thêm những cái nội dung khác để mà có thể dựa vào đó, ví dụ như tư duy logic chẳng hạn, các bạn có thể từ đó để mình tìm hiểu về những cái quy định của pháp luật, biết phân tích, biết áp dụng và vận dụng nó vào trong ngay cả trong những cái hoạt động đời thường cuộc sống của các bạn thôi. Đấy. Và xa hơn nữa là sau này các bạn sẽ sử dụng những cái đó để phục vụ cho những cái công việc chuyên môn của mình. Dạ, em cảm ơn thầy. Thì bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, bạn cũng mới gửi câu hỏi về cho chương trình. Bạn hỏi là cho em hỏi ngành luật hình sự thì mình học có khó khăn gì ạ? Và mình cần học những gì? Thì câu này chắc là em phải nhờ thầy Thành tiếp rồi. Dạ. Học luật hình sự thì không có khó khăn gì đâu. Thường thường các bạn nghe đến luật hình sự là nghe chữ hình sự là các bạn thấy nó hình sự, đúng không? Nhưng mà như ví dụ như bản thân tôi đây cũng là thưa thầy là dạy luật hình sự đấy. Nhưng mình cũng vẫn cố gắng để làm sao tạo được cái không khí nó không phải là hình sự. Nó không phải là hình sự. Thì khi học cái môn này thì nó không có gì khó. Cũng giống như các môn khác thôi, các bạn sẽ học và trải nghiệm những cái môn pháp luật, những môn cơ bản về pháp luật, những môn cơ sở ngành. Thì khi đi chuyên sâu về luật hình sự thì các bạn sẽ được học những cái gì? Các bạn sẽ học về luật hình sự này, chuyên ngành của nó là luật hình sự. Rồi các bạn sẽ tìm hiểu về các cái vấn đề như là điều tra hình sự, tâm lý học tội phạm. Rồi các bạn có thể học những cái môn như là thi hành án hình sự. Đấy, và nó là thực chất ra những cái môn này nó rất là sinh động, bởi vì khi học các cái môn liên quan đến hình sự và tố tụng hình sự, các bạn sẽ được trải nghiệm những cái vụ án thực tế. Đấy, và được tiếp xúc với những cái vụ án mà ngay trong ghế nhà trường. Đấy, để sau này ví dụ các bạn ra bên ngoài các bạn làm việc thì nó sẽ có cái điều kiện để mình trau dồi thêm. Dạ. Vậy thì các bạn yên tâm nha, nghe chữ hình sự thì nó hơi nghiêm trọng nhưng mà nó không có tới nỗi nào quá khó đâu nha. Thì ở đây bạn Kim Xuân có hỏi là dạy cho em hỏi môn luật kinh tế thì cần đủ những chứng chỉ gì để ra trường ạ? Dạ. Dạ. Cô có thể khái quát cho các bạn hiểu thêm là học luật kinh tế các bạn sẽ học gì và làm thế nào mà các bạn đảm bảo được cái đầu ra cho mình ạ? Dạ. Xin chào bạn Kim Sơn. Dạ. Thì cô xin trả lời câu hỏi của bạn. Thì để khi mà ra trường mà bạn theo học ngành
luật kinh tế thì đầu tiên là bạn cần phải đạt được 132 tín chỉ của ngành luật kinh tế. Thì trong ngành luật kinh tế thì như hồi ban đầu cô có nói đó, thì ngành luật kinh tế này thì bạn sẽ được học các môn liên quan đến cái lĩnh vực kinh tế. Cô ví dụ như là môn luật ngân hàng, rồi môn luật thương mại. Thì những cái môn học chuyên ngành đó, ngoài những cái môn cơ sở ngành mà các bạn sẽ phải học, ví dụ như môn Marx Lenin, rồi môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật, thì các bạn còn phải học những cái môn chuyên ngành. Thì như thế nào đó để đủ 132 tín chỉ, cộng với việc là các bạn phải đạt đủ chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường mình thì mình mới được ra trường. Thông tin mới nhất là các bạn K26, các bạn được nhà trường rất là ủng hộ cái việc mà trao dồi kỹ năng tiếng Anh, nên là đã được bổ sung thêm 7 học phần tiếng Anh. Thì hy vọng là khi mà ra trường thì ngoài những cái kiến thức luật chuyên ngành thì còn có những cái kỹ năng tiếng Anh sẽ giúp các bạn tốt hơn trong cái việc mà các bạn đi xin việc làm. Dạ, em cảm ơn cô. Mẫn Nhi có gửi câu hỏi về cho chương trình ạ. Bạn hỏi là cho em hỏi là khi học luật ra trường mình có thể làm được những công việc như thế nào ạ? Và mình có thể liên kết với những ngành nghề nào hay không? Dạ, em nha thầy. Cái câu hỏi này thì nhiều bạn khi mà định hướng nghề nghiệp các bạn cũng rất là hay hỏi đấy. Thì vừa nãy cô Thúy cũng có nói rồi, khi mình học luật ra rồi thì cái ngành nghề của mình làm sẽ được rất là nhiều. Các bạn có thể đi theo cái con đường là chỉ về luật thôi, đó là mình sẽ trở thành luật sư. Đấy, đó là những cái mà thường thường bạn nào cũng sẽ nghĩ rằng là học luật ra để làm gì. Nhưng mà học luật ra thì không phải là lúc nào cũng trở thành luật sư. Đấy, ngoài học luật ra thì các bạn có thể làm được rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể làm ở trong các cái cơ quan nhà nước. Ví dụ như là ở ủy ban các bạn cũng có thể làm được, các bạn có thể làm ở tòa án, các bạn có thể làm ở viện kiểm sát, ở các cái cơ quan thi hành án dân sự hoặc là hình sự. Đấy, các bạn có thể làm ở đó. Rồi kể cả doanh nghiệp thì các bạn cũng có thể học xong các bạn có thể ra ngoài và làm ở các doanh nghiệp. Ví dụ như các bạn có thể làm ở các phòng nhân sự mà chuyên về các cái vấn đề liên quan đến tuyển dụng, đúng không? Thì nó cũng đòi hỏi những cái kỹ năng về mặt pháp lý. Rồi các bạn có thể làm ở các cái bộ phận pháp chế của các cái doanh nghiệp. Ở đó cũng đòi hỏi rất là nhiều, bởi vì các bạn biết rằng là bây giờ khi mà doanh nghiệp chúng ta ra ngoài biển lớn tiếp xúc với và giao thương với các cái doanh nghiệp ở trên thế giới thì cái kỹ năng và đòi hỏi cái am hiểu và tư duy về pháp luật, không chỉ pháp luật quốc gia của chúng ta mà còn pháp luật quốc tế nữa, thì cái đó là cái mà doanh nghiệp hiện nay rất là cần. Đấy. Và như vậy thì cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn nó sẽ rất là rộng mở, rất là lớn, nó không giới hạn là ở một công việc nhất định mà ở đó nó có thể rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau. Dạ, cũng nhân là thầy đang nói về ngành nghề thì em xin phép được đọc câu hỏi của các bạn gửi về cho chương trình thông qua hộp thư ấy ạ. Thì bạn Trần Nguyễn Thị Hoàng Vân, bạn gửi câu hỏi về, bạn hỏi là chuyên viên lập pháp là mình làm cụ thể về cái gì, chắc là thầy giải thích giúp các bạn. Rồi, chào, xin được phép trả lời của cái câu hỏi của bạn Vân ha. Thì khi mà mình làm chuyên viên về mặt pháp lý hoặc là hay nó khác đi ở trong cái doanh nghiệp thì nó có bộ phận pháp chế, tức là mình làm về pháp chế đấy. Thì các bạn thường hay làm những gì? Ví dụ như các bạn có thể là soạn thảo những cái hợp đồng. Đấy, các bạn có thể là người đại diện của cái doanh nghiệp hoặc là của một cái công ty nào đó ha, đến cơ quan nhà nước để liên hệ để làm việc. Các bạn cũng có thể là thực hiện những cái công việc khác, ví dụ như soạn thảo các cái nội quy của công ty, hoặc là các bạn làm những cái công việc là ban hành các cái quy chế v.v. Tức là khi mà bạn làm ở trong bộ phận pháp chế như thế thì các bạn sẽ được tiếp xúc không chỉ ở trong nội bộ của cái công ty đó mà các bạn có thể có những cái mối quan hệ khác với các cái cơ quan nhà nước ha, các cái cơ quan bảo vệ pháp luật. Thì đó là cái công việc của một chuyên viên pháp lý mà các bạn sẽ làm. Dạ, thầy ơi, lúc thầy tư vấn thì bạn Nguyễn Khải cũng hỏi tiếp thêm là em đang hướng về chuyên viên pháp lý dự án thì em cần học những gì ạ? Rồi, chào Khải, nếu mà em muốn hướng về chuyên viên pháp lý về dự án thì cụ thể đây có thể rất nhiều các cái
loại dự án, các em có thể hướng về các dự án ví dụ như về dự án về kinh tế, về thương mại hay là các cái dự án về bất động sản này kia. Thì những cái môn mà các em học thì nó liên quan tập trung đến các cái môn về kinh tế ha, các em tập trung vào cái hướng những cái môn như là môn dân sự đấy, môn luật kinh tế hoặc là luật thương mại và liên quan đến những cái vấn đề như về hợp đồng. Thì khi mà mình ra ngoài mình làm việc về các cái lĩnh vực đó thì mình có cái kiến thức để mình có thể xử lý được cái công việc. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của thầy. Dạ cô ơi, thì bạn Linh Linh có hỏi câu hỏi là cho em hỏi là có chia luật kinh tế theo luật kinh doanh và luật thương mại quốc tế như các trường khác hay không ạ? Dạ, thì em không biết là trường mình như thế nào ạ? Dạ. Linh Linh, dạ. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn Linh Linh ha. Thì câu hỏi của bạn là mình có chia ngành luật kinh tế, dạ, thành là luật kinh doanh và luật thương mại quốc tế hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì hiện tại là có một cái thông tin mới đó là khoa luật đang thực hiện cái đề án để mở thêm ngành luật thương mại quốc tế, bởi vì đây là một cái ngành được dự đoán là ngành hot và sẽ có nhiều bạn có nhu cầu được theo học cái ngành này. Nhưng mà hiện tại thì vào nếu như bạn tham gia thi tuyển vào khoa luật trường đại học Ba Lan vào khóa K27 thì hiện tại là trong khoa chỉ có mỗi ngành luật kinh tế thôi. Dạ, và các bạn cũng hỏi thêm cô đó là câu hỏi của bạn Đoàn Quỳnh Phát, thì bạn hỏi là cho em hỏi là học luật kinh tế thì có những môn gì khó ạ? Học luật kinh tế có những môn gì khó? Theo cô thì thật ra thì nếu mà em có phương pháp học đúng và em có cái khả năng, cái tư duy phản biện hoặc là tư duy pháp lý, rồi em về nhà em chăm chỉ em làm bài tập theo như sự hướng dẫn của thầy cô thì cô nghĩ không có môn nào là quá khó với em đâu. Nhưng mà trong quá trình học thì bản thân em sẽ tìm ra được cái hướng đi cho mình. Ví dụ như em thích về cái lĩnh vực bất động sản thì em sẽ cảm thấy cái môn luật kinh doanh bất động sản em học rất là dễ vào chẳng hạn. Hoặc là trong cái trường hợp mà em thích làm tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp thì em cũng có thể cảm thấy môn luật lao động là rất là một môn học rất là dễ vào, mặc dù là những bạn khác thì nói là môn luật lao động quá khó. Tức là đang muốn, có khi bạn ấy đang muốn hỏi từ kinh nghiệm của cô Thúy xem ngày xưa cô Thúy đi học đối với cô là môn gì là khó nhất. Đối với cô à? Đối với cô thì theo cô thì môn cô nghĩ là những cái môn ví dụ như môn luật thương mại cũng là một môn khá khó với cô. Đó là trải nghiệm từ bản thân của cô đã từng học với tư cách là người học. Dạ, em cảm ơn cô. Thầy ơi, ở đây thì bạn Phan Tường Vi có hỏi chương trình là trường mình có điểm gì khác biệt về ngành luật với những trường khác hay không ạ? Điểm khác biệt của khoa luật trường Văn Lang thì có lẽ kể ra thì rất là nhiều, nhưng là ở đây thầy chỉ kể một vài cái thôi ha. Chứ còn nó có rất nhiều cái điểm khác biệt so với các cái khoa luật ở trường khác. Cái mà từ xưa đến giờ khoa luật vẫn đang tự hào đó là khoa luật triển khai cái chương trình gọi là đào tạo theo hướng ứng dụng, có nghĩa là các bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Đấy. Không đơn thuần là các bạn ngồi chỉ ngồi ở trên giảng đường nghe thuyết giảng nữa, mà các bạn sẽ được trải nghiệm. Được trải nghiệm từ những cái đơn giản nhất cho đến những cái phức tạp nhất. Đấy, các bạn trong quá trình học là các bạn đã được trải nghiệm rồi. Các bạn được có thể là tham gia như diễn án vừa rồi mà các bạn xem ở cái đoạn clip đầu. Hay là các bạn có thể tham gia vào những cái phiên tòa, đi tham quan những cái phiên tòa đấy. Rồi đến mức cao hơn là khi các bạn ra ngoài thực tập thì các bạn sẽ được làm những công việc, và khoa có những cái mối gọi là có những mối quan hệ với các cái cơ sở ở bên ngoài, các cái văn phòng luật sư, các cái tổ chức, rồi các cái công ty. Đấy, nó là chính là cái mà giúp cho khoa có thể hiện thực hóa cái ý định là đẩy mạnh cái việc dạy luật mà theo cái hướng ứng dụng. Đó là cái mà có thể nói cái đặc biệt. Một cái đặc biệt nữa, nếu mà khi các bạn đến với khoa luật và học khoa luật, các bạn sẽ có cơ hội để được tiếp xúc với rất nhiều các thầy cô.
các thầy cô đến từ những cái cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Đấy, những thầy cô có rất nhiều uy tín, rồi có những cái thầy cô mà từ nước ngoài về. Đấy, và Khoa Luật hiện nay cũng rất tự hào với cái đội ngũ cán bộ của mình, và nó chính là cái để đảm bảo và duy trì cũng như phát triển thêm cái chất lượng đào tạo ngành luật ở trường Đại học Văn Lang. Dạ, em cảm ơn thầy. Và theo ban thư ký ghi nhận thì hiện nay đã có hơn 200 bình luận của các bạn rồi, và các thầy cô cũng như là sinh viên khoa luật đang sôi nổi tương tác với chương trình cũng như trả lời cho bên dưới phần bình luận ấy ạ. Nhân việc là thầy đang nói về cái phiên tòa giả định đó thầy, thì trong các câu hỏi các bạn gửi về cũng có câu hỏi của bạn Phạm Nhật Linh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Linh có hỏi là em muốn biết là tại sao sinh viên ngành luật phải học ở phiên tòa giả định ạ. Rồi, cảm ơn bạn Linh đã đặt câu hỏi cho chương trình. Thế thì khi mà các bạn học luật thì các bạn sẽ được gọi là đặt mình vào những tình huống thực tế. Mà cái phiên tòa giả định nó là một trong những cái nội dung để cho các bạn có những cái trải nghiệm đầu tiên khi các bạn ngồi vào những cái vị trí đó. Các bạn có thể đặt mình vào vị trí của một cái vị thẩm phán đấy, mà các bạn thường hay xem ở trên tivi hay xem phim. Bây giờ mình ngồi ở trên cái ghế đó để mình trải nghiệm xem thế nào. Hay là các bạn có thể đứng ở cái bục của bị cáo đấy, để một lần thử xem các bạn. Nhiều khi ở ngoài thực tế các bạn sẽ không được trải nghiệm của đó, nhưng mà khi vào trường Đại học Văn Lang các bạn sẽ được trải nghiệm đứng ở trên đó để mình xem cái cảm giác nó như thế nào. Đấy, nói thế thôi chứ thực chất ra là cái phiên tòa giả định thì nó chính là cái để cho các bạn có được những cái kỹ năng nghề nghiệp đầu tiên đấy, khi các bạn học luật. Đấy, cho nên là vừa nãy thầy có nói với các bạn rằng là mình học không chỉ học lý thuyết mà mình phải đặt mình vào những vị trí đó, đặt mình vào những tình huống đó để mình xử lý vấn đề, để mình đưa ra các cái phán quyết. Đấy, mà sau này có khi trên bước đường tương lai của bạn, trong công việc của bạn, các bạn sẽ phải đối mặt với nó. Đấy, cho nên cái mà phiên tòa giả định nó có ý nghĩa là như thế. Và tại trường Đại học Văn Lang ở khoa luật thì ban lãnh đạo nhà trường cũng như là ban lãnh đạo của khoa đã rất là quan tâm và đã xây dựng một cái phòng diễn án phải nói là rất quy mô, và nó là cái trải nghiệm mà thầy rất hy vọng là các bạn sẽ đến với khoa luật của Đại học Văn Lang để được trải nghiệm cái đó. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Ở đây chỉ có thấy bạn Thành Tài có đặt câu hỏi cho chương trình là cho em hỏi làm sao để được làm giảng viên luật như thầy cô ạ. Và cũng vừa có câu hỏi của bạn Quang Nguyễn Nhật ạ. Bạn hỏi là dạ cho em hỏi một câu là nếu em muốn làm giảng viên của trường có được không ạ? Tại em muốn làm giảng viên mà ba má em cản nên em hy vọng là có dịp được thỏa mãn ạ. Mong muốn được thỏa mãn mong muốn của bạn. Dạ thì chắc là nhờ câu này thì em nhờ cô và thầy cùng chia sẻ để cho các bạn tự tin hơn ạ. Đầu tiên thì chắc em mời cô Thúy ạ. Thì để trả lời câu hỏi của bạn thì để đầu tiên khi mà muốn nộp hồ sơ để vào làm giảng viên của khoa luật trường Đại học Văn Lang thì bạn cần phải tốt nghiệp cử nhân của khoa luật, và bạn cần phải có thêm một cái bằng nữa là bằng thạc sĩ. Thì để đứng trên giảng đường giảng dạy cho các bạn sinh viên ở bậc cử nhân thì bắt buộc là giảng viên phải có cái bậc học là bậc thạc sĩ trở lên. Và có một thông tin cho vui cho các bạn nữa, đó là khoa luật của trường Đại học Văn Lang vào năm nay, tức là vừa cách đây khoảng 2 tháng thôi, đã được thông qua cái đề án để mở ngành đào tạo ngành thạc sĩ của khoa luật kinh tế, của ngành luật kinh tế. Thì nếu mà sau khi các bạn học 4 năm bậc cử nhân ở trường Văn Lang, Đại học Văn Lang rồi á, thì các bạn cũng có thể ra trường và tiếp tục đăng ký học ngành thạc sĩ luật kinh tế cũng tại trường mình, và cũng do chính những cái thầy cô mà có đầy đủ cái kinh nghiệm và cái kỹ năng để giảng dạy cho các bạn. Dạ em cảm ơn cô. Còn về phía thầy Thành chắc là thầy chia sẻ một xíu với các bạn ạ. Dạ. Cái mong muốn mà trở thành gọi là giảng viên dạy luật là một mũi tên mà trúng hai đích. Đấy, một mũi tên trúng hai đích có nghĩa là các bạn vừa học luật xong các bạn trở thành giảng viên luật. Đó là tức là chúng hai đích. Thế thì cô Thúy vừa nói về những cái điều kiện cứng rồi ha. Đó là về
việc mà các bạn phải có cái bằng thạc sĩ để có thể đứng lên dạy các bạn ở mức độ cử nhân. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, bởi vì khoa luật đã có cái chương trình đào tạo thạc sĩ luật kinh tế, và bây giờ thì hiện nay đang tuyển sinh cái phần đó, cho nên là các bạn cứ tự tin, sau khi các bạn mà học xong cử nhân thì các bạn có thể là bước tiếp cái con đường học vấn của mình thông qua cái việc học chương trình thạc sĩ của khoa luật. Và khoa luật cũng rất là rộng mở để mà đón tiếp các bạn trở thành một thành viên ở trong khoa, với mong muốn là những con người mà đào tạo từ Văn Lang sẽ có thể tiếp tục quay lại để làm việc và cống hiến cho Văn Lang. Thì đó là cái triết lý mà của trường, của khoa mong muốn. Thế thì đương nhiên khi mà các bạn muốn trở thành một cái giảng viên luật thì cũng cần phải có những cái tố chất. Khi các bạn học xong về cử nhân rồi thì ngoài cái đó ra các bạn cần phải trau dồi cái khả năng sư phạm. Đấy, các bạn sẽ nói chung là những cái vấn đề này thì nó về cái về tương lai phía sau, cho nên là các bạn có thể dần dần để các bạn bổ sung và đáp ứng những cái đó. Nhưng những cái ước mong muốn này của bạn thì mình nghĩ rằng nó chính đáng thôi. Và thực chất ra thì ngày xưa là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, chứ giờ bây giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cho nên là cái ước muốn, mong muốn của mình cứ mạnh dạn mình thực thi, mình hiện thực hóa nó. Cái quan trọng là mình có đủ khả năng và đủ bản lĩnh để mình hiện thực hóa được cái mong muốn hay không. Thầy cũng chúc em là mình sẽ bước vào con đường luật học, đến với khoa luật của Đại học Văn Lang, và hy vọng là sau này sẽ trở thành đồng nghiệp ở trong khoa luật của Đại học Văn Lang. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Thì ở đây em thấy có hai câu hỏi cũng rất là đáng suy nghĩ của các bạn ạ. Các bạn tên Facebook là Bội Nhi thì bạn có hỏi là dạ thầy cô nghĩ thế nào về việc đến hiện tại vẫn còn tồn tại sự phân biệt giữa sinh viên khoa luật trường tư với sinh viên các trường đại học khác ạ? Và làm thế nào để mình có thể thay đổi suy nghĩ này của các nhà tuyển dụng? Và một câu hỏi nữa của bạn Huỳnh Kim Anh là bạn hỏi là cho em hỏi bằng tốt nghiệp đại học ngành luật của Đại học Văn Lang và bằng đại học chính quy luật sẽ khác nhau như thế nào ạ? Dạ em nhờ thầy Thành có thể giải đáp giúp bạn ạ. Rồi, thực chất ra đây cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn khi đến với khoa luật của trường Đại học Văn Lang các bạn sẽ đặt ra cái vấn đề đó. Và cái quan niệm đó thì mình thầy xin được nói luôn, đó là những cái quan niệm mà nó không có đúng. Đấy. Nó vẫn là từ những cái suy nghĩ trước đây cho rằng là những cái trường tư thì có thể là không đáng tin cậy, hoặc là trường tư thì cái chất lượng nó sẽ không tốt. Nhưng bản thân khi mà xây dựng khoa luật của trường Đại học Văn Lang thì lãnh đạo của khoa luật cũng như là lãnh đạo của nhà trường luôn luôn hướng đến đảm bảo cái chất lượng đó. Và thực tế cho thấy rằng là những cái quan điểm đó nó là sai. Đấy. Và thực chất ra là khi mà các bạn đến với cái nhà tuyển dụng, cái mà các bạn muốn thay đổi cái quan điểm của nhà tuyển dụng đó là gì? Là bản thân các bạn phải chứng tỏ được. Bên cạnh những cái gì mà thầy cô ở khoa luật đã truyền đạt cho các bạn, thì cái mà các bạn cần làm đó là mình phải chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đấy. Bởi vì bây giờ mình thường hay nói là thương trường nó như chiến trường, mà khi ra bên ngoài thì cái năng lực, cái thái độ và cái tố chất nó là cái để mà quyết định. Còn lại cái câu chuyện mà đặt so sánh bằng một trường đại học tư nhân hay một trường đại học công lập, nó sẽ trở nên khập khiễng ở trong cái thời buổi hiện nay. Đấy, chúng ta vẫn có thể tự tin chứng minh rằng là sinh viên khoa luật của trường đại học Văn Lang, đến bây giờ các bạn khóa K23 đi thực tập rồi thì cho thấy rằng là cũng không có thua kém gì so với các cái cơ sở đào tạo luật công lập mà có bề dày kinh nghiệm ở Việt Nam. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cô ơi, thì các câu hỏi các bạn gửi về chương trình thì em nghĩ cái câu này là phải nhờ cô giải đáp cho các bạn. Là bạn Lương Hồng Quý có gửi câu hỏi về cho chương trình là dạ thầy cô cho em biết là ngành luật thì học có nặng hay không. Thì lúc nãy cô cũng đã đề cập với các bạn, nhưng mà còn một ý này là ngành này có khó khăn trở ngại gì đối với con gái hay không. Dạ, chắc là cô động viên bạn một chút ạ. Dạ. Xin chào bạn Quý ha. Thì xin trả lời câu hỏi của bạn. Thì học luật có khó khăn, có nặng nề với con gái hay không, đúng không? Thì theo cô, bản thân cô là
gái giống bạn đó, thì cô cảm thấy là cái việc học luật nó cũng không quá, tức là không quá nặng đến mức là mình không thể học được. Thì hiện nay thì cái việc mà người con gái theo đuổi cái lĩnh vực luật học đó, thì nó đã diễn ra rất là phổ biến rồi. Và không phải là con gái hay là con trai, mà cô theo cô nghĩ thì là mỗi người trong xã hội đều cần phải biết luật và tuân thủ pháp luật. Do đó là bạn đừng có sợ quá nha, thì mình cứ học thôi. Khi mà bạn vào, bật mí với bạn nữa là khi mà bạn vào đến trường Văn Lang khoa luật thì các bạn sẽ thấy bất ngờ, tại vì là trong khoa luật có chiếm khoảng 60-70% là các bạn nữ, cho nên là mình cũng đừng có lo lắng mà lo lắng quá nha. Dạ. Với cái tỷ lệ nam và nữ ở khoa luật như thế thì nó đã khẳng định một cái câu trả lời của cô Thúy, đó là các bạn nữ có đủ khả năng để các bạn học môn luật và không có gì mình thua nam giới cả. Dạ. Hy vọng là câu trả lời của hai thầy cô đã giúp các bạn nào mà là bạn nữ mà đang lo sợ thì các bạn tự tin lên nha. Dạ thưa thầy, thì hiện nay các bạn cũng gửi câu hỏi về cho chương trình và muốn biết là các bạn khi làm việc thì các bạn sẽ, nơi thực tập của các bạn thì các bạn sẽ có những nơi thực tập ở đâu ạ? Dạ. Thế thì thường thường thì khoa luật khi mà triển khai cho các bạn đi thực tập thì cái đầu tiên mà khoa luật mong muốn đó chính là cái sự năng động của các bạn. Cho nên thường khoa luật sẽ trao cho các bạn gọi là cái quyền được lựa chọn cái nơi để mình thực tập đầu tiên. Đấy, có thể là các bạn sẽ lựa chọn những nơi thực tập gần nhà đấy, để có thể tiện về với gia đình, hoặc là những cái nơi thực tập mà bản thân các bạn yêu thích. Đó là cái mà khoa luật trao cho các bạn khi các bạn đi thực tập. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà khó khăn quá thì khoa luật vẫn có mở ra những cái phương án để giúp cho các bạn có được cái cơ hội để trải nghiệm thực tập. Và khoa luật không bỏ rơi bất kỳ một sinh viên nào ở lại phía sau. Cho nên là trong cái đợt thực tập vừa rồi của khóa K23 thì khoa bên cạnh những cái bạn mà đã tìm được cái nơi thực tập thì khoa luật cũng giới thiệu đến những cái công ty mà là đối tác của khoa, đến những cái văn phòng luật sư là đối tác của khoa, để các bạn có thể có cái thời gian trải nghiệm thực tập 8-9 tuần ở các cái công ty và các cái văn phòng luật sư này. Dạ, và theo em được biết là khoa luật cũng có dành ra những cái buổi gặp gỡ sinh viên trước cái kỳ thực tập nè. Rồi trong quá trình các bạn, sau khi các bạn thực tập 1 tháng thì cũng có những cái buổi gặp gỡ để có những cái khảo sát đánh giá rất là chi tiết về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các bạn. Thì hy vọng là với cái sự quan tâm sâu sát này của khoa thì các bạn nào quan tâm ngành luật mà thì hãy nhớ tới khoa luật của Đại học Văn Lang các bạn nha. Dạ, nói về cái ngành học á, thì cái tố chất phù hợp với ngành học cũng là điều mà các bạn cũng rất là quan tâm, cũng như là quý phụ huynh cũng rất là quan tâm. Vậy thì em xin ý kiến của hai thầy cô về việc là những bạn có tố chất như thế nào thì sẽ phù hợp với việc học ngành luật ạ. Đầu tiên là chắc em nhờ ý kiến của cô Thúy ạ. Dạ. Tố chất để học ngành luật theo cô là đầu tiên là các bạn cần phải có cái niềm đam mê và ý thức là cái ngành luật là cái ngành rất là quan trọng và nó có cái sự phát triển trong tương lai. Thì những cái tố chất theo cô là bạn cần phải siêng năng, chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Và ngoài ra thì khi mà vào khoa luật thì bạn cần phải cố gắng là đọc rất là nhiều. Tại vì khi mà mình học thì cái khối lượng kiến thức mà mình phải trao dồi không chỉ là cái kiến thức ở trong luật mà các bạn còn cần phải xem sách báo rất là nhiều để có những cái kiến thức thực tế, để biết rằng là cái vụ việc đó trên thực tế là được giải quyết như thế nào. Rồi ngoài ra thì có những cái tố chất ví dụ như là về cái khả năng tư duy phản biện, thì cái khả năng tư duy phản biện pháp lý này á, thì nếu mà các bạn chưa có hiện tại mà chưa có khi mà ngồi trên ghế nhà trường ở cái bậc học phổ thông mà mình chưa có thì khi mà mình đi học đại học thì mình ráng là mình trau dồi, thì cô nghĩ thì cái này nó sẽ được qua dần theo thời gian thì cái khả năng của mình nó sẽ tiến bộ hơn thôi. Dạ. Và các bạn xin mời thầy. Thực chất ra thì vào học khoa luật không phải là bạn như thế này thì bạn mới học được, hoặc là bạn như thế kia bạn mới học được. Nó hơi khác so với các cái ngành luật, các cái ngành khác thì các bạn đi học đòi hỏi, ví dụ như các bạn phải có cái khả năng
chuyên sâu. Ví dụ khi các bạn muốn về học về công nghệ thông tin hay gì đó, các bạn phải phải có cái kỹ năng về bên đó. Thì ở đây thực chất ra tố chất thì ở trong mỗi một cá nhân, mỗi một con người các bạn đều có. Quan trọng là mình có khơi gợi được nó lên hay không. Và khi mà bước chân vào cái con đường học luật cũng như là đến với khoa luật của trường đại học Văn Lang, thì cái mà các thầy cô mong muốn nhất là các bạn đó chính là cái sự đam mê. Cái sự đam mê, và từ cái sự đam mê đấy nó phải hiện thực hóa được. Tất nhiên thì nó sẽ có những cái đi kèm, ví dụ như là khi các bạn học luật thì các bạn sẽ phải cần có một cái tư duy nhạy bén, cái khả năng phản biện. Các bạn phải có được cái sự có tư duy logic và mạnh dạn. Tức là khi các bạn học luật rồi thì một trong những cái mà sau này người ta cần, rất cần của các bạn đó là các bạn phải dám đương đầu với những cái sự việc xảy ra. Bởi vì khi mà giải quyết vấn đề thì bạn là người sẽ được giao trong một cái công ty, trong một cái cơ quan, bạn sẽ được giao làm cái đó. Và cái những cái kỹ năng đó thì có thể ban đầu các bạn chưa có, nhưng đến với cái chương trình đào tạo của khoa luật Đại học Văn Lang trong 4 năm như thế, các bạn sẽ được trau dồi cái kỹ năng này. Cho nên cái quan trọng vẫn là gì? Vẫn là cái niềm đam mê của các bạn, sở thích của các bạn, và mong muốn sau này các bạn sử dụng những cái kiến thức về luật để các bạn có thể phục vụ cho cái công việc của mình cũng như là cái vị trí của mình ở sau này. Dạ. Thì hiện nay các bạn cũng đang gửi rất là nhiều câu hỏi liên quan tới cái hoạt động sinh viên của khoa à. Thì bạn Quang Nguyễn Nhật thì hỏi là dạy cho em hỏi hiện nay khoa có các câu lạc bộ về ngành luật hay không? Vì bạn thấy ở những trường khác như là trường Đại học Kinh tế thì có câu lạc bộ pháp lý, nên là bạn không biết là trường mình có hay không. Và một câu hỏi của bạn Nguyễn Khải thì bạn hỏi là cho em hỏi là môi trường học của khoa luật có hòa đồng và vui vẻ hay không? Và có nhiều hoạt động cho sinh viên hay không? Dạ, em nhờ hai thầy cô tư vấn cho các bạn ạ. Về cái việc là môi trường ở khoa luật trường đại học Văn Lang nó có hòa đồng hay không, thì cô khẳng định là môi trường học luật ở đại học Văn Lang rất là hòa đồng. Thì các bạn cũng có thể thấy đó là các anh chị khóa trước cũng giúp đỡ các bạn khóa sau rất là nhiều thông qua những cái hoạt động trải nghiệm, rồi thầy cô thì cũng rất là quan tâm động viên các bạn. Qua ví dụ như là khi mà gia đình các bạn có những cái khó khăn, hoặc là các bạn có những cái điều khó nói, ví dụ như những bạn sinh viên năm nhất khi mà mới vào trường thì cảm thấy là việc học nó quá nặng nề, rồi mình chưa có quen được với cái cách học ở bậc đại học, thì các bạn đôi khi lại còn xa nhà và cảm thấy rất là chơi với. Thì khi đó thì các bạn lại nhắn tin cho thầy cô để nhờ thầy cô là có thể an ủi, rồi tìm ra những cái phương thức giải quyết cho mình. Thì đó, thì rồi ngoài ra thì những cái hoạt động trong khoa, ví dụ như là có những cái hoạt động về bóng đá, hoặc là những cái hoạt động về tham gia tìm hiểu các cuộc thi về pháp luật, thì các thầy cô trong khoa cũng đã động viên các bạn bằng cách là đi cổ vũ, làm những cái cổ động viên rất là nhiệt tình cho các bạn chẳng hạn. Thì những cái bạn đi học xa nhà thì đừng có lo lắng gì ha, thì các thầy cô luôn luôn là ở bên cạnh các bạn. Và ngoài việc là nếu mà các bạn cảm thấy khó khăn khi mà tiếp xúc với các thầy cô, thì các bạn cũng có thể nhờ các anh chị khóa trên. Thì cô tin là các anh chị khóa trên thì cũng là như anh em trong nhà với các bạn thôi, thì luôn luôn là sẽ giúp đỡ các bạn. Và rồi cô xin dạ em cảm ơn cô. Dạ thầy có thể chia sẻ cho các bạn. Còn thêm về cái câu hỏi mà có một bạn đặt ra, đó là ở trong khoa luật của trường đại học Văn Lang thì có tổ chức các cái câu lạc bộ hoặc là các cái đội nhóm gì liên quan đến lĩnh vực pháp lý hay không, thì cái này có, cũng giống như các cái trường khác mà đào tạo luật thì khoa luật cũng có những cái câu lạc bộ như thế để cho các bạn có thể là gì, có thể giao lưu, có thể đi tham gia thi ở các cái trường khác đấy. Và những cái câu lạc bộ này thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể lập nên những cái nhóm học tập, hoặc là các bạn có thể
gọi là trao đổi với nhau kinh nghiệm cũng như là chia sẻ với nhau những cái mà các bạn quan tâm. Và đôi khi là khoa cũng muốn hướng sau này hướng đến các bạn có những cái đội và có những cái nhóm học tập như thế, và không chỉ các bạn gắn kết với nhau ở trong cái thời gian khoảng 4 năm ở khoa luật truyền thống Văn Lang, mà sau này khi ra bên ngoài thực tế làm cũng vẫn cái đội đó, vẫn cái nhóm đó, nó sẽ là cái động lực để mà hỗ trợ, giúp cho các bạn hỗ trợ nhau trong cái công việc. Bởi vì ra khi các bạn ra ngoài thì mỗi người một công việc, mỗi người một ngành nghề, nhưng mà cái tinh thần đội nhóm đấy nó vẫn còn. Cho nên ở trường Đại học Văn Lang thì các bạn có những cái câu lạc bộ như thế để các bạn trải nghiệm, các bạn tham gia, và các bạn có thể đại diện cho khoa luật để đi thi đấu ở các cái trường khác đào tạo về luật. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của hai thầy cô về các hoạt động của khoa mình ạ. Và ở đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Thủy, trưởng khoa luật, cũng đang tham gia livestream để lại bình luận phía bên dưới chia sẻ với các bạn. Thì em xin phép được đọc nguyên văn bình luận của thầy ạ. Là thầy chia sẻ là về phương diện pháp luật, không có bất kỳ sự phân biệt nào về bằng cấp giữa trường công và trường tư. Những nơi đào tạo có uy tín như khoa luật của Đại học Văn Lang và một số trường đại học khác sẽ cung cấp nguồn nhân lực ngành luật chất lượng tốt cho nền kinh tế xã hội của đất nước. Dạ, em rất là cảm ơn thầy đã cùng tham gia theo dõi chương trình và để lại những lời chia sẻ rất chân thành và động viên cho các bạn sinh viên cũng như là các bạn tân sinh viên trong tương lai. Và các bạn biết không, ở khoa luật thì những bạn sinh viên cũng rất là yêu quý thầy, và thầy cũng hay được các bạn gọi một cái biệt danh rất là dễ thương là ông ngoại đó các bạn. Cho nên là hy vọng rằng là với sự định hướng rất là rõ ràng của khoa cũng như là chương trình đào tạo rất là chất lượng, thì các bạn sinh viên của khoa luật sẽ trong tương lai các bạn sẽ trở thành những người công dân tốt và những người làm giống như thầy vừa nói, là đây là những cái nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội. Dạ, thưa thầy cô, thì ở đây các bạn gửi về câu hỏi cho chương trình, các bạn cũng quan tâm đến việc là làm thế nào để xét tuyển vào ngành luật. Thì ở đây có câu hỏi của bạn Đinh Hoàng Như Phượng đến từ Bình Dương, bạn cũng có gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì bạn hỏi là, dạ em định xét ngành luật khối C00, em ở Bình Dương nên muốn xét điểm học bạ thì em nên làm thế nào? Trường có phân chỉ tiêu cho từng tổ hợp môn hay không? Về câu hỏi này chắc em sẽ giúp các thầy cô sơ lược các cái thông tin tuyển sinh cho các bạn ạ. Thì các bạn ơi, hiện nay các bạn quan tâm đến khoa luật trường Đại học Văn Lang, kể cả ngành luật cũng như ngành luật kinh tế, thì các bạn có thể xét học bạ. Và hiện nay như các bạn cũng đã biết, Văn Lang sẽ nhận học bạ đợt 1 cho đến hết ngày 30 tháng 4. Và các bạn có thể chọn một trong 4 tổ hợp sau. Đó là tổ hợp A00 Toán Lý Hóa, A01 Toán Lý Anh, C00 Văn Sử Địa và D01 Toán Văn Anh. Cho nên là các bạn nhớ, khi các bạn xét học bạ thì mình chọn cái tổ hợp nào mà mình cao điểm nhất để chúng ta đặt vào nguyện vọng thì cái khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn. Còn đối với các bạn ở xa thì sao? Các bạn có rất là nhiều phương thức để đăng ký. Thứ nhất, các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại trường. Nếu các bạn không đến được trường thì các bạn có thể đăng ký online rồi sau đó bổ sung các cái giấy tờ cần thiết cho trường, hoặc là các bạn có thể gửi về đường bưu điện cho trường cũng được. Cho nên là các bạn cứ yên tâm các bạn nha. Và các anh chị cộng tác viên của đội hỗ trợ trong chương trình trong mùa tuyển sinh thì cũng sẽ rất là sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Cho nên là có thắc mắc gì thì các bạn cứ inbox fanpage hoặc là gửi những cái thắc mắc của mình về cho chương trình các bạn nha. Dạ thưa thầy cô, thì bạn Trung Hậu có gửi câu hỏi là thầy cô cho em hỏi, muốn làm luật sư nhưng học xong đại học mới có thể làm chuyên viên tư vấn thôi, vậy sau đại học em cần học thêm gì và thời gian bao lâu để làm luật sư ạ? Dạ em nhờ thầy ạ. Thế thì là cái nghề luật sư nó là một cái nghề, cho nên là khi các bạn muốn làm cái này thì nó theo quy định của pháp luật nó có một cái điều kiện, đó là các bạn phải tốt nghiệp cử nhân luật, và sau khi mà các bạn tốt nghiệp cử nhân luật rồi thì các bạn sẽ phải trải qua một cái lớp, một cái khóa, người ta gọi đó là cái khóa đào tạo luật sư. Đấy, và sau khi kết thúc cái khóa đào tạo luật sư này thì các bạn sẽ nộp cái hồ sơ đấy, cũng như là qua cái phần gọi là thực tập ở các cái văn phòng luật sư một thời gian đấy, và sau đó thì các bạn sẽ được nhận cái chứng chỉ hành nghề luật sư. À, từ đó thì khi mà các bạn có cái chứng chỉ hành nghề luật sư rồi thì lúc đó các bạn được hành nghề ở trong cái lĩnh vực mà pháp luật cho phép. Cho nên là nếu như muốn trở thành luật sư thì các bạn
học xong và có được cái bằng cử nhân luật, và sau đó thì trải qua thêm một khoảng thời gian nữa để chúng ta nhận được cái chứng chỉ hành nghề, và như vậy thì nó chúng ta sẽ đương nhiên là trở thành luật sư. Dạ, em xin cảm ơn chia sẻ của thầy. Và nãy giờ thầy cô trả lời rất là nhiều câu hỏi và thắc mắc của các bạn gửi về, cũng như là tương tác trực tiếp với chương trình. Thì em không biết là bây giờ thì các thầy cô có thể gửi gắm những lời chúc của mình đến cho các bạn thí sinh trong năm nay, thì để các bạn có thể tự tin hơn được không ạ? Đầu tiên thì em nhờ cô Thúy sẽ gửi lời chúc đến các bạn ạ. Xin chào các bạn ha. Thì cô chúc các bạn là trong mùa tuyển sinh năm nay các bạn sẽ thi thật là tốt, rồi sẽ chuẩn bị mọi đủ mọi hành trang để mình bước vào cái cánh cổng trường đại học. Thì cái cánh cổng trường đại học thì chắc chắn là nó sẽ khác so với lại cái bậc học phổ thông của các bạn, đánh dấu một cái bước trưởng thành, một cái bước mặt trưởng thành khi mà các bạn trở thành những cái người công dân thực thụ đó. Thì cô rất là mong chờ được gặp các bạn tại ngôi nhà chung của trường đại học Văn Lang, nơi mà các bạn có thể nhận được cái sự quan tâm sẻ chia từ các thầy cô. Ngoài là cái việc giảng dạy về mặt chuyên môn thì các thầy cô vẫn luôn ở bên cạnh các bạn, sẵn sàng lắng nghe và trở thành bạn của các bạn, có thể nghe các bạn, lắng nghe các bạn tâm sự bất cứ lúc nào. Cô mong là cô sẽ được gặp các bạn với tư cách là một thành viên của khoa luật đại học Văn Lang. Em cảm ơn cô, em mời thầy ạ. Thì mình cũng giống như là cô Thúy thôi, thì mình cũng mong là trong cái kỳ tuyển sinh sắp tới đây thì các bạn sẽ lựa chọn được cái ngành, lĩnh vực mà mình mong muốn và theo đuổi, như mình, như thầy cũng có nói trong suốt cái buổi livestream, đó là theo đuổi cái đam mê của mình. Đấy, và biến cái đam mê đó nó sẽ trở thành hiện thực. Và một trong những cái nơi mà có thể sẽ giúp cho các bạn thực hiện thực hóa cái đam mê đó, biến những cái đam mê đó thành hiện thực, đó chính là khoa luật của trường đại học Văn Lang. Và hy vọng rằng là không phải là ngồi trước màn hình để có thể đối diện với các bạn, mà trong một cái ngày rất là gần chúng ta có thể ngồi trực tiếp đối diện với nhau giữa thầy cô với tất cả các bạn ở trong cái ngôi nhà chung, như cô Thúy nói, đó là ngôi nhà chung Văn Lang. Và khoa luật thì của trường đại học Văn Lang thì luôn luôn rộng mở và giang tay chào đón các bạn tân sinh viên trong cái kỳ tuyển sinh sắp tới, và chúc các bạn chúng ta thành công. Dạ, xin thay mặt các bạn đang theo dõi chương trình thì em xin cảm ơn các thầy cô hôm nay đã dành thời gian và cung cấp cho các bạn rất là nhiều thông tin bổ ích. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nha. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn các số phát sóng trước, thì để thay cho lời chào tạm biệt của chương trình thì ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi một video clip của sinh viên khóa 23 khoa luật trường đại học Văn Lang. Và các bạn có biết không, thì năm nay khóa 23 sẽ là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ khoa luật của trường đại học Văn Lang. Thì các bạn đang theo học ngành luật kinh tế, và các bạn sau kỳ thực tập thì các bạn cũng có những cái chia sẻ muốn gửi đến cho các bạn đang theo dõi chương trình. Cho nên là ngay bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng thưởng thức clip này, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào những số phát sóng tiếp theo các bạn nha. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng xem clip. Sau như những kiến thức mà thầy cô đã chỉ truyền đạt, với đó là sự năng động của mình, cho nên mình quyết định mình đi thực tập 2 tháng để tìm hiểu rõ những công việc mình cần làm như thế nào. Sau 4 năm học tại khoa luật của Đại học Văn Lang thì lĩnh vực mà mình cảm thấy yêu thích để nghiên cứu là lĩnh vực kinh doanh thương mại và giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình. Do đó, để chuẩn bị cho kỳ thực tập là mình đã nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tranh chấp thương mại, hay là nghiên cứu kỹ hơn về bộ luật dân sự, luật thương mại năm 2005 để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới. Xin chào quý thầy cô và các bạn, em tên là Hồ Thị Kiều Vĩ, đến từ khoa luật của trường đại học Văn Lang. Với mong muốn được học hỏi, trao dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành, em đã đi thực tập tại từ tháng 9 năm 2020 tại công ty SB Law. SB Law là công ty đặt thuộc
top level 500 trong nhiều năm liền với lĩnh vực kinh doanh chính như luật sư, tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ và trang phục. Tại đây em được làm nhiều công việc từ cơ bản thích kế sau. Về cơ bản, ví dụ như là photo, in tài liệu. Còn về chuyên sâu như là rà soát hợp đồng, soạn thảo, nghiên cứu văn bản pháp lý chuyên ngành. Em cảm thấy rất may mắn vì được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. Tại đây các anh chị luôn nhiệt tình hướng dẫn. Mình thực tập ở văn phòng luật sư Việt An Sài Gòn. Ở đây có các đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh chấp kinh doanh thương mại. Công việc thường ngày mà mình thực tập là thường là về các vấn đề nghiên cứu hồ sơ vụ án và chích bút lục và lưu trữ hồ sơ. Qua cái buổi thực tập này mình xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô của khoa luật đã truyền dạy và chỉ dẫn cho mình rất nhiều trong thời gian thực tập tại nhà trường để mình áp dụng những kiến thức đó để trong quá trình thực tập của mình. Mình thực tập ở cơ quan chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, được tọa lạc tại địa chỉ 548 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Và cơ quan mình là thuộc Bộ Tư pháp của lĩnh vực nhà nước và thi hành án. Chúng mình đó thì mình sắp xếp hồ sơ đánh bút lục và mình viết biên bản xác minh điều kiện và làm giấy triệu tập. Về mặt kiến thức, sau khi quá trình học tập và được truyền dạy những kinh nghiệm quý báu tại khoa luật của trường Đại học Văn Lang thì em đã áp dụng rất nhiều trong quá trình thực tiễn khi em đi thực tập, đó là ở lĩnh vực kinh doanh thương mại. Em biết cách áp dụng các kiến thức đã học vào các phương thức giải quyết tranh chấp, ví dụ như thương lượng, hòa giải hay giải quyết tranh chấp bằng tòa án, vân vân. Bên cạnh đó là một số kiến thức đã học ở Bộ Luật Dân sự thì em đã áp dụng vô các vụ việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng. Về mặt kỹ năng thì trong quá trình học em có được học hai kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. Thì nhờ đó mà khi đi làm thực tế thì em đã có thể hòa nhập hơn và làm việc tốt hơn với các anh chị ở đây. Với những kinh nghiệm và kiến thức thầy cô đã truyền đạt, ví dụ như môn học tố tụng dân sự và thi hành án dân sự, mình học sau khi học hai môn đó thì mình thấy mình rất là tự tin, cho nên mình chọn lĩnh vực về thi hành án dân sự và liên quan tới mảng luật dân sự để mình thực tập. Quá trình thực tập em nhận thấy trường em đã vận dụng được rất nhiều kiến thức và kỹ năng mà trường Đại học Văn Lang đã giảng dạy. Về kiến thức, ví dụ như những kiến thức chuyên ngành mà thầy cô đã cố gắng truyền đạt, ví dụ như về luật lao động, luật đầu tư, luật doanh nghiệp, đây là những kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp em giải quyết công việc nhanh chóng. Về kỹ năng, có những kỹ năng đặc biệt quan trọng mà trường đã giảng dạy, ví dụ như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, đây là những kỹ năng mà em có thể áp dụng được trong. Đối với bản thân em, kỳ thực tập này đã mang lại cho em nhiều kinh nghiệm và kiến thức quý báu cho nghề nghiệp tương lai của mình. Đôi lời nhắn gửi đến với các bạn khóa sau là khi còn đang đi học trên ghế nhà trường, các bạn hãy trang bị cho mình nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết. Bên cạnh đó, tiêu chí thái độ cũng là một tiêu chí quan trọng cho kỳ thực tập, nên các bạn hãy cố gắng trang bị và hoàn thiện thật tốt. Cuối cùng, khi được học tập tại khoa luật trường Đại học Văn Lang, đây là nơi để tạo ra điều kiện và cơ hội cho các bạn sinh viên luật sau này. Chương trình học tại Đại học Văn Lang đã trang bị rất nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho sinh viên để sinh viên có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Đồng thời đây cũng là môi trường tốt và sự lựa chọn thích hợp cho những sinh viên có mong muốn và ý định làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Với những kiến thức đã có và những kinh nghiệm và năng động được truyền đạt từ giảng viên của pháp luật và đạo đức, ý chí sáng tạo là khẩu hiệu của sinh viên Văn Lang, cho nên từ đó mình thấy mình đi thực tập mình rất là năng động và được các anh chị trong cơ quan và thường khen sinh viên trường Văn Lang ngoan ngoãn và làm việc rất là năng động, giỏi giang.